Xin chào anh em à, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách phối cảnh như thế này Từ cái hình mặt phẳng Thì à, cái này Đôi lúc mình lên trước cho người ta xem Thì nó có rất nhiều cách làm Nhưng bây giờ mình sẽ chỉ trong ai ý. Với cái hình này mình lấy ở trên mạng về Và mình chia thành ba mặt Mình sẽ làm hình này đi à, Mình chia sẵn ở đây Một mặt này Hai mặt Và ba mặt đó thì mặt này mình cho bên trái mặt bên phải và mặt này ở trên rồi thì mình cho ra được hình này hoặc hình này đó thì trước tiên bạn phải có những cái file như thế này nha file thiết kế ban đầu mình sẽ để những cái file này ở dưới công mến bạn nhớ đào loạt về để mà thực hiện đầu tiên nhận đăng ký lái xe giúp mình nha mình tương tác nhiều thì cái nó được đề xuất rồi bây giờ mình sẽ chọn vào công cụ property Good Bây giờ bạn chọn phim mũi tên này Trừ V này thì nó không có tác dụng gì hết Bạn phải chọn vô shippe là công cụ của nó Phần dưới này, cái chổng này này Bạn kéo lên nó sẽ giảm cái lưỡi này lại Đó Trên này kéo xuống Thì cho cái phối cạnh này nó nằm dưới này À bây giờ mình nói ngay Giả sử mình đang ở dưới đất này mình đang nhìn lên Thì khi mình Đứng cao lên trên này Thì mình sẽ nhìn xuống Đó đó mình đứng ở trên và mình nhìn xuống ở bên này có một mặt trái thì nó tương ứng với cái chấm này mặt phải tương ứng với chấm này mặt ở dưới tương ứng với chấm này thì mình giữ phím internet để mình thay đổi cách hiển thị của nó đó đúng không giữ internet nghe đó thì mình sẽ dàn cái này lại tí cho nó lưỡi nó nhanh nhiều hơn rồi Bây giờ mình sẽ đưa vào đây mình tạo phối cảnh. Đây, mình sẽ lấy ba mặt này. Anh em chú ý, hiện tại mình chỉ áp dụng cho được hình vector. Hình này đang là vector này đúng không? Chứ không có hình bitmap. Hình bitmap là hình xuất hoặc hình chụp á. Thì bây giờ mình sẽ đưa mặt này vào đây, mình đưa vào như thế này thì nó không có tác dụng gì hết. Thì mình phải chọn shift P. Đây. Sau đó bạn nhớ này, bạn muốn tròn mặt bên trái thì bạn tròn mặt bên trái đây, bên phải thì bạn tròn bên đây, giữa tròn này. thế nó có phim tắt là 1, 2, 3, 1, 2, 3, thấy chưa? Thì khi vì ví dụ anh em chọn phim 3 này, vô tin anh em vẽ hình này ra như thế này. Đó, anh em nói, à, tại sao bị lỗi này? Em vẽ hình vuông, mà tại sao nó cứ hình nghiêng nghiêng như thế này? Là do bạn đang sử dụng công cụ này. lúc bạn để ở đây bạn đã biết, đúng không? Đó, rồi, thì bây giờ mình muốn đưa bên trái, thì mình sẽ chọn số 1 đây và mình à, chọn Shift V, mình cầm kéo vào, đó nó tự sắp vào, rồi đẹp rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chọn tiếp mặt bên phải số 3 này. Mình cầm cái này mình kéo. Đó nó sẽ từ rửa vào. Rồi. Bây giờ con mặt ở trên thì mình chọn phim 2. Phim 2 là nó sẽ ở dưới này. Đưa vào. Chọn công cụ này đưa vào này. Shift V. Đưa vào. Đó thấy không? mình sẽ chọn ông này trước đó rồi đẹp rồi bây giờ mình giữ uh, internet mình kéo ra ngoài này mình copy ra cái này đó thì có một vấn đề ở chỗ này Bây giờ bạn thấy này, ba mặt này nó cũng một màu á. Nó cũng thấy được cái ngấn. Này bạn thấy cái, cái, màu của nó này. Thì nó sẽ phấn được là bên trái, bên phải và ở trên. Do màu nó sáng tối khác nhau. Bây giờ mình muốn phía bên trái này tối lại. Thì bạn chọn nó này, chọn cái vòng tròn tròn trên này này. Rồi bạn chọn qua edit. Bạn cầm cái này bạn kéo qua trái, nó sẽ tối lại. Đó. Rồi, ở bên này dương nguyên trên em cho tối lại chút xíu đó thì bây giờ mình thấy này nó phân biệt được uh, 3 ba mặt rồi ok đối với hình viên mép mình khuyên thì qua photoshop làm còn cái này mình làm cho vui nhưng nó vào không đủ ý mình nghe đó thì ví dụ bạn cho cái này bạn cho cái này bên mặt trái bên mặt trái đó thì bạn chọn object lớp distort make with top object internet control c nó từ vào nhưng nó không chất lượng đâu nghe nhưng mà làm cho vui thôi chứ mình không khuyến khích làm hình bit map bên này nhưng cái này, này nó sẽ chạy tầm bay này đó nó vẫn ráng này nhưng mà mình khuyến khích là nếu hình bit map thì bạn sẽ qua photoshop làm còn hình vector ở bàn là bên này đó rồi thì uh, này chỉ đơn giản như vậy thôi anh em nhớ like xe bài và giới thiệu anh em ủng hộ kênh của mình à, xin cảm ơn anh em